Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh TV V47 nhá. Hôm nay mình cùng với mấy đứa anh em lên đây nướng gà nha các bạn. Đây này, còn mình đã kiếm được một địa điểm rất là đẹp nha các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đằng sau mình có một cái thác này. Nghe người ta nói đây có cảnh rất là đẹp cho nên anh em mình quyết là phải lên đây nướng gà chơi một bữa. Các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Đây này, mình đến với 4 người nha các bạn, 4 anh em nha các bạn. Đây nha các bạn, mình đã chuẩn bị một con gà nhé. Trên trên này để nướng nha các bạn. Nhóm lửa này. Đại ca này. Đại ca mê. Hôm nay 4 anh em mình nướng một con gà ở đây nha các bạn. Các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Đây nha các bạn, giờ đang nướng gà rồi nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi gà chín, anh em mình đi tắm nha các bạn. Chắc mát lắm các bạn ạ. Rất là cao luôn nha các bạn. Khung cảnh ở đây rất là đẹp và mát mẻ các bạn. Nước ở đây rất là sâu lắm nha các bạn. Đấy, mới cho gốc đấy thôi mà cũng sâu lắm rồi. Bạn xem như này thì cũng biết rồi, nước ở đây trong sạch, nhìn rất là xanh luôn, rất là sâu luôn các bạn. Thôi bây giờ mình cũng xuống tắm nha các bạn, nóng lắm rồi. Đấy, mấy người kia đang tắm rồi nha các bạn, anh em đang tắm rồi. Đấy, thác ở đây rất là đẹp luôn này. Đấy, bây giờ mình xuống tắm nha các bạn. Đấy, tắm đây nha các bạn. Đấy. Đi qua bên kia. Cầm. Con lắm các bạn ơi. Ơi. Này, nhiệm hộ. Đây là bao nhiêu ạ? Ê, nóng lắm các bạn ơi. Thank you.
Chào các bạn nhá. Mát lắm các bạn ạ. Đẹp lắm các bạn ơi. Đây này, phong cảnh này. Đằng sau mình là một cái dốc đá nha các bạn. Đấy. Đây các bạn thấy chưa? Thác ở đây nước nó phun ra như như sương mù luôn nha các bạn. Ở đây giờ rất là mát luôn nha các bạn. Mát lắm các bạn ạ. Nắng nóng như thế này vô đây chơi tắm suối này cực kỳ mát luôn các bạn. Đây đây. Nước nó phun như sương mù luôn nha các bạn. Đấy. Ừ. Ướt hết cái máy quay rồi các bạn ơi. Nước nó tát nhiều quá. Đấy các bạn. Các bạn ơi, thác này ở huyện Madrak nhìn luôn nha các bạn. Các bạn muốn ghé thăm thì cứ ghé vô cái thác này, thác đường Trường Sơn luôn nha các bạn. Gần đường luôn. Từ đường Trường Sơn chạy xuống đây là 50m thôi nha các bạn. Từ cái đường Trường Sơn á, đường chính luôn á. Xuống đây là 50m gì đấy thôi. Ôi gà nó cháy hết rồi anh em ơi. Đây này, chạy hết cái chân nó rồi, không có chân nữa. Hồi nãy đang tắm nên quên mất con gà đang nướng này. Giờ cũng sắp chín rồi các bạn ơi. Ôi, sắp được ăn rồi đây này. Ui, chín rồi á. À, giờ chuẩn bị ăn gà thôi các bạn ơi. Sắp chín rồi, đợi thêm một xíu nữa. Gà chín rồi các bạn ơi. Nhìn trông rất là ngon lắm đây này. Mà cái phần chân nó thì cháy hết rồi, không còn chân nữa. Hồi nãy đi tắm nên quên mất con gà đang nướng. Giờ chín rồi, đợi 1-2 phút nữa giả ớt xong rồi ăn luôn nha các bạn. Rồi giả đi. Đang giả ớt nha các bạn. Giả ớt bằng chai nước luôn nha các bạn. Ở đây không có cây với lại không mang theo dao nha các bạn. Bỏ thêm lá chanh cho nó thơm nha các bạn. Dạ. Nó khanh hết rồi. Còn mỗi cà rốt chưa khanh nữa. Lệ chín rồi các bạn ơi. Ôi giời ơi, rất hết rồi. Ui giời ơi, ngon thế. Ngon lắm các bạn ơi. Đây nha các bạn, chín rồi các bạn ơi. Đấy, giờ anh em mình chuẩn bị ăn thôi nha các bạn. Khóc có chọc à. Đây nha các bạn. Bia thì anh em mình chỉ uống mỗi người một lon thôi nha các bạn. Đây. Mời các bạn cùng ăn nhá. Lâu tay, anh em mời con. mời mọi người đi. Kim chi Hàn Quốc này bên. Rồi đây mời mọi người nhá. Nhắc gì đây nha, mời mọi người nhá.
giờ mình uống đây, khát lắm rồi, từ nay khát nước rồi. Đã quá các bạn ơi. Rồi ăn đi. Anh em ăn đi. Mèo mèo mèo. Xé gà đi, xé gà coi đi. Mèo. Hả? Xé cái đùi gà coi đi. À. Cho mọi người cùng xem đi. Xem con gà nó chín ăn một lớn. Quá chín luôn này. Ăn đầu nó bổ đầu ấy. Quá ngon luôn này. Ngon lắm các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Chín hết luôn. Chín luôn rồi nhá. Giờ chín hết luôn đấy. Rồi giờ anh em mình ăn nha, mời mọi người cùng ăn nha. Đây nha các bạn. Đây nha. Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Đấy, đây nha các bạn. Bạn thấy chưa? Chấm ớt siêu cay luôn nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha. Bây giờ mình ăn đây. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Vậy trong một lồng ngậm dây nghiêm bắt đặt lệ gì? Để vô dây center một dục. Để bài cho năng lực đó. Kháng. Còn lấy nước với câu ấy, nghiệp lệ chúng đó. Anh mẹ cặp gai lá, cặp răng lá. Hả? Đấy các bạn. Mời các bạn ăn nha. Nè. Uống này. Rồi, ơi. Go. Uống nha. Năm biệt rào, nè, đó là năm biệt lắm. Nó dầm rồi. Ờ, ngon lắm bạn ơi. Uống thuốc, uống thuốc gì? Tránh thai hả? Bằng coi gì của tao? Nè bạn. Như đó. Ăn xong tí anh em lại tắm nữa. Tắm tiếp. Tắm xong rồi mới về. À. Chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả các con vợ. Đây. Mời chào mọi người nha. Tất cả các con vợ nghiêm. Quên không mời mọi người nha. Mời mọi người uống nha. À. Đã lắm các bạn. Mai mình đi tiếp các bạn ơi.
mai mình đi 2 tháng luôn. Đồ mà ăn nhiều đau cả bụng, cay quá. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ video của mình cũng hơi dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây thôi nhé các bạn. Các bạn xem video nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nhé. Bye.